Hôm nay tem mình được 200 xúc đăng ký nha các bạn. Nên mình ăn mừng một heo quay nha. Này mà ăn mừng 200 lượt đăng ký nha các bạn ơi. Mình làm heo quay á, heo quay đặc biệt cả quảng với cả nước luôn. Nên mình sẽ review các bạn biết đây là món heo quay đặc biệt đấy. Từng vlog đây, từng vlog đang đi du lịch biết tí à. Mình sẽ đi quay theo hồi này mình bắt ra. Rất ngon theo đây á. Ăn mừng 200 lượt đăng ký là các bạn ủng hộ nha. Thêm một cộng thêm là mình sẽ làm một bắt theo. Đây. Đây là món đi theo nước. Được đăng ký mong các bạn đăng ký kênh mình nhiều này, mình sẽ làm thêm theo to luôn. Đây là muốn đăng ký lượt đăng ký để nước mà các bạn đến muốn đăng ký mình làm theo to. Đây là 1.000 lượt đăng ký mình làm theo đây luôn. Let's go. Nào cũng lọc tem. Đây là tem của mình đăng ký kênh sub mình. Hoan nào.